Và rồi đến giờ phút này, may mắn thay, chúng ta đã được thế giới thiên loại, tức là thế giới có quyền năng tiêu diệt thế giới nhân loại. Đồng bào nghe tôi nói rõ, thế giới thiên loại là thế giới ban cho chúng ta sự sống và có quyền xử phạt chúng ta, và cũng như có quyền quăng linh hồn chúng ta vào lửa đời đời không hề tắt. Cũng như thế giới thiên loại có quyền và đầy đủ quyền năng để tiêu diệt bọn sa tăng hung dữ ác độc, thế giới ác quỷ. Cũng như thế giới nhân loại có quyền tiêu diệt những kẻ ác, độc tài, tham nhũng, hung dữ, ác độc, cố chấp, kiêu ngạo. Ở đây tôi cần nói đến là thế giới Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Thế giới luôn luôn thương yêu, đùm bọc, càn khôn vũ trụ. Trong đó có chúng ta, được may mắn là con người, là con cái của Ngài. Từ ngoài nhìn vào quả địa cầu, trái đất chỉ là một căn nhà. Chỉ là một căn nhà trong quả địa cầu này. Hiện tại bây giờ có trên 7 tỷ người đang sống chung với nhau. Giống như một con thuyền bay giữa không gian. Quả địa cầu, một căn nhà. Trong căn nhà này có trên 7 tỷ người là nhân loại. Và hiện tại nhân loại chúng ta đã gây ra quá nhiều tội ác, làm nguy hại đến môi trường sinh sống của quả địa cầu, cùng lúc làm nguy hại, đau buồn, khốn khổ, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt đến với con người chúng ta, và do chính chúng ta gây ra bởi lòng u mê, hận thù, ganh ghét, vô tình hoặc cố ý, bởi lòng tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, để rồi nhân loại chúng ta đã và đang chìm đắm trong khốn khổ, và chúng ta đang đối diện với sự diệt vong. Và chúng ta bó tay bởi vì chúng ta, sức người, con người có hạn, chúng ta đã và không thể giải quyết toàn vấn nạn quan trọng của nhân loại gây ra. Để rồi có một thiểu số hung dữ ác độc, giàu có, kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam, còn tính chiến tranh từ thời gian đến thời gian để làm giàu trên xương máu của người hiền hòa, lao động, ước ao được sống bình an sau những ngày làm việc mệt nhọc. Thành phần hung dữ ác độc, giàu có quyền thế, chúng nó có những toan tính kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Chúng nó muốn giết hầu hết nhân loại và chỉ giữ lại một số, một thiểu số của chúng nó để sống trên quả địa cầu. Đó là những toan tính của bọn quỷ sa tăng điều khiển một thiểu số người giàu có hung dữ ác độc trên tổng số đồng bào nhân loại. Tính ra thì thành phần đó chưa đầy 1%, có thể là 1/1000 thôi. Chúng nó đã gây quá nhiều tội ác. Và kính thưa đồng bào thân mến, tất cả nhân loại chúng ta là con người. Chúng ta đến một lúc nào đó, tin hay không tin, nhưng có những lúc chúng ta gặp khó khăn, chúng ta quay tận vào đáy lòng, bản thể, linh hồn, tâm hồn, trí não, óc não, bản thể của chúng ta. Chúng ta gào thét bên trong: trời ơi, thật sự có Thượng Đế hay không? Trời ơi, đất ơi, thật sự
chúng ta cần được sự bao che và sự cứu rỗi. Và đương nhiên có những lúc chúng ta bó tay, chúng ta không giải quyết được với những vấn nặng, gánh nặng và vấn nạn của cuộc đời đến với chúng ta. Tự động, đó là định luật của quả địa cầu là như thế. Vì thế, sức người có hạn và Thượng Đế chắc chắn hiện hữu. Bằng chứng rõ ràng là sự hiện diện của mỗi chúng ta đã nói lên sự tuyệt vời và sự hiện diện của Thượng Đế. Nếu mà chúng ta không tin tưởng vào đấng tạo hóa thì chúng ta đã không hiện hữu rồi. Và khi chúng ta đã và đang hiện hữu thì có nghĩa rằng là đấng tạo hóa thực sự có. Bởi vì có là có, mà không là không. Có là không, không là có. Có là không, chẳng qua là cuộc đời này có cũng như không. Có nghĩa rằng là cuộc đời này đến rồi đi, học hỏi để lên lớp, lên lớp thế giới thiên loại. Lúc đó thì cuộc đời nhân loại chúng ta đi qua kể như không. Bởi vì tiến hóa, càn khôn tiến hóa. Cách đây mười mấy năm về trước, chúng ta xài iPhone 1 hay là BlackBerry gì đó. Bây giờ là iPhone 7 rồi. Thế giới nhân loại tiến hóa, khoa học nhân loại tiến hóa, thì thế giới khoa học thiên loại tiến hóa gấp trăm, gấp tỷ, ức lần hơn chúng ta. Sự hiểu biết chúng ta làm sao mà so sánh với càn khôn vũ trụ. Sự hiểu biết của nhân loại chúng ta rất là giới hạn đối với càn khôn. Sự hiểu biết của chúng ta rất là hạn hẹp và nhỏ nhoi đối với thế giới thiên loại. Và rồi, kính thưa anh chị em thương mến, bằng đủ mọi cách chúng ta đã ước ao dẹp bỏ chế độ cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và chúng ta cố gắng, và đến giờ phút này là trận chiến sau cùng và trận chiến vinh quang tuyệt vời nhất trong tất cả các trận chiến giải tán thế giới cộng sản, và cũng như góp phần hướng dẫn nhân loại sốt sắng học hỏi để trở về thế giới, để được lên lớp, hoặc trở về và lên lớp sống cùng thế giới thiên loại. Trận chiến này chúng ta có phương cách và phương pháp đặc biệt vô cùng, đó là chúng ta dùng hình ảnh phép lạ của Cha Trời Giê-xu. Một lần nữa tôi nhắc nhở, hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung cho những ai ôm hình ảnh của Ngài cầu nguyện, để trong nhà mình hoặc nơi làm việc, hoặc ôm ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Trong đó Cha Trời Giê-xu có ban cho hình ảnh của anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra trên mây. Chúng ta cần copy những hình ảnh đó, bởi vì đó là những anh hùng chiến sĩ Trận Vong hai miền Nam Bắc Việt Nam. Những anh hùng chiến sĩ này sẽ tiêu diệt bọn cộng sản Việt Nam, tiêu diệt tư tưởng của chúng nó, bọn cầm đầu chóp bu, cái bọn khốn kiếp, bọn bí thư, bọn trung ương đảng, và như cũng như tất cả những thằng công an hung dữ ác độc, những thằng tham nhũng vân vân và vân vân, những kẻ mà bóc lột nhân dân mấy lâu nay, bán đất bán biển bán dân mấy lâu nay, chúng nó sẽ bị anh hùng chiến sĩ Trận Vong hai miền Nam Bắc tiêu diệt chúng nó, nếu mà chúng nó không ăn năn sám hối, gấp rút nghe lời chúng ta nhắc nhở, và nhất là nghe lời sấm lệnh của Cha Trời Giê-xu dạy bảo. Đây là hình trắng đen, hình anh hùng chiến sĩ Trận Vong hai miền Nam Bắc hiện ra trên mây rất rõ ràng, không thể chối cãi được. Đồng bào hãy nhìn cho kỹ, đây là anh hùng chiến sĩ Trận Vong
Còn đây là hình màu gốc. Một lần nữa tôi lặp lại, đây là hình màu gốc. Chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Và phía bên này là hình trắng đen để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Rất rõ ràng, anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc, cũng như anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận chuyến tiến khác nhau. Sau khi những anh hùng chiến sĩ trận vong này hy sinh, thì tất cả họ được Thượng Đế Toàn Năng đem về chốn nghỉ ngơi. Giờ đây, tất cả những anh hùng chiến sĩ này, hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ này, được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra trên mây trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện. Và hình ảnh này nói lên là Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng đồng hành cùng chúng ta để làm việc giải tán thế giới cộng sản. Đồng bào hãy nhìn cho kỹ, học hỏi và xem xét. Đây là hình màu gốc. Vâng, và giờ đây tôi nói thẳng cho Trung ương Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam. Tại sao ta nói Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam? Bởi vì người Việt Nam đàng hoàng, người Việt Nam đúng gốc người Việt Nam, chúng ta không chấp nhận Cộng sản bao giờ. Bởi vì Cộng sản là tư tưởng ảo của quỷ sa tăng. Thế thôi, không có gì cả. Đó là một bọn siêu vi khuẩn ăn hại, bố láo bố liếu, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô sản. Thì đó là bọn quỷ sa tăng, tức là không làm gì hết mà chỉ có quản lý tư tưởng người khác, quản lý tài sản người khác, quản lý thời gian của người khác, quản lý cuộc đời của người khác, quản lý mồ hôi nước mắt của người khác. Đó là Cộng sản, nghĩa là như thế. Vì thế Cộng sản là gì? Cộng sản là một bọn quỷ sa tăng tham sân si, u mê, lười biếng, bựa, mất dạy, khốn kiếp, khốn nạn và hung dữ ác độc, là một bọn siêu vi khuẩn ăn hại. Vì thế bọn Cộng sản cần được trị bệnh hoặc là phải cô lập chúng nó. Thế thôi, chứ không có gì hết, không có gì đáng sợ cả. Tại vì ta là, đương thời ta là một lương y, mà đồng thời cũng là một lương y về tâm linh nữa. Thành ra ta hiểu Cộng sản là gì, và ta được sự dạy dỗ của thế giới thiên loại cho ta biết Cộng sản là gì. Cộng sản là một bọn siêu vi khuẩn ăn hại, nghe không? Chúng bay tham nhũng, bóc lột, chuyển tiền ra nước ngoài bấy nhiêu, bao nhiêu rồi? Chúng bay đã làm được gì, ích lợi gì cho quê hương dân tộc, đồng bào đất nước Việt Nam chúng ta? Chúng bay là một bọn bố láo bố liếu, siêu quy khuẩn ăn hại. Chúng bay cướp đoạt công sức của người dân, hầu hết trên các mặt trận tuyên truyền. Chúng bay hiện tại bây giờ đang bám víu vào những năm cuối cùng, và chúng bay đã và đang toan tính bán đất, bán dân, bán nước cho ngoại bang, và nhất là bán cho bọn Tàu Cộng. Và chúng bay cũng biết rằng là bọn Tàu Cộng, nếu chúng nó thắng trận chiến sau cùng này, thì chúng nó sẽ giết sạch hầu hết đàn ông Việt Nam ở tại Việt Nam. Chúng nó chỉ giữ lại phụ nữ, đàn bà để làm nô lệ cho chúng. Bởi vì chúng nó đang thiếu hàng 500-700 triệu phụ nữ, bởi vì chính sách trọng nam khinh nữ, và chúng nó đã giết hàng bao nhiêu trăm triệu thai nhi con gái.
Giờ đây chúng nó đang thiếu hàng 5-700 triệu phụ nữ. Vì thế chúng nó có chính sách chiếm đất, chiếm dân, chiếm phụ nữ đó. Và đàn ông thì chúng nó sẵn sàng giết sạch, không chỉ riêng ở tại Việt Nam mà là tất cả những quốc gia nào nếu mà thằng Trung Cộng nó có cơ hội, nó sẽ chiếm đất và đương nhiên giết sạch đàn ông ở những quốc gia mà nó chiếm, và chúng nó chỉ giữ phụ nữ, đàn bà để làm nô lệ cho chúng. Thế thì chúng bày đã và đang nhận tiền của bọn Trung Cộng để bán nước Việt Nam, bán dân Việt Nam, bán phụ nữ Việt Nam cho chúng, cho bọn Trung Cộng. Thế thì chúng bay sẵn sàng để cho chúng nó tàn sát tất cả đàn ông Việt Nam ở tại nước Việt Nam. Ta cho chúng bay biết mạng sống của con người, trong đó có chúng bay, nghe không? Thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Xuân Phúc, thằng Trần Đại Quang và con Nguyễn Thị Kim Ngân và Trung ương Đảng Cộng sản chúng bay và tất cả những thằng, những con bí thư từ chóp bu xuống địa phương các cấp. Chúng bay cũng là con cái của thế giới thiên loại, của cha trời thượng đế toàn năng. Bởi vì chúng ta là con người, nhưng có những người lầm đường lạc lối vì những túi tham không đáy. Vì thế chúng bay mới sa đọa, tiền tài vô như nước, hàng bao nhiêu tỷ đô, hàng bao nhiêu. Bây giờ cái tiền mà tham nhũng hối lộ, bán đất, bán dân, bán biển lên hàng ngàn tỷ đô la. Và chúng bay đã chuyển ra nước ngoài hầu hết số tiền đó. Và hầu hết số tiền chuyển ra nước ngoài đã bị bọn tư bản xanh, tư bản đỏ giật hết. Và chúng bay chỉ nắm con số, number và mật mã giấy tờ, giấu kín, không bao giờ đem ra ánh sáng sự thật. Bởi vì đem ra thì chúng bay tự tố cáo tội tham nhũng của chúng bay sao? Vì thế, hầu hết số tiền chúng bay tham nhũng, bán đất, bán dân, bán biển chuyển ra nước ngoài, hàng ngàn tỷ đô, đa số đã bị giật rồi, các con ạ. Giờ đây ta nói cho các ngươi biết, ta nói chuyện cho các ngươi biết, với tư cách là Minh Vương Việt Nam, ta là vua Việt Nam, ta là phụ đổng thiên vương tái thế, có từng, có giới, có khoa, thần sắc, thần khí của ta, linh điển của ta là phụ đổng thiên vương tái thế. Mệnh của ta đã từng làm vua Việt Nam nhiều lần rồi, ta trở lại một lần nữa, lần này. Và đang mượn xác một vị y liền sư đang ngồi thư chuyện cùng chúng bay và thư chuyện cùng đồng bào. Đây là thư chuyện nha, năn nỉ chúng bay hãy ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng bay còn có cơ hội. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng ta kêu gọi các ngươi, bọn cộng sản khốn kiếp ở tại Việt Nam. Và đương nhiên trong đó có những thằng đã retire, thí dụ như cái đám Nguyễn Tấn Dũng chúng bay, tiền tham nhũng chúng bay thì cũng đâu có thua gì cái đám Nguyễn Phú Trọng đang bán đất, bán dân, bán biển cho Trung Cộng. Đây là cơ hội cuối cùng cho chúng bay lập công chuộc tội khi mà chúng bay còn có cơ hội. Đó là mau mắn tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam do chính ta, y sư Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam, làm việc cùng đồng bào Việt Nam của chúng ta gấp. Với sự việc đó và với tư cách của Minh Vương Việt Nam và những phép lạ, những sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế, với những phép lạ này, ta tin tưởng đồng bào Việt Nam chúng ta sẽ quý mến và thương mến và kính trọng ta. Nhờ đó mà ta có thể van xin đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta tha tội ác của chúng bay đã làm bấy lâu nay.
với điều kiện là chúng bay phải thực sự ăn năn sám hối, nghe lời ta dạy bảo, bởi sấm lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng và của ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta và của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, là kêu gọi chúng bay mau mắn ăn năn sám hối gấp, nghe lời ta dạy bảo, tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước và phục vụ đất nước Việt Nam do chính ta cùng đồng bào Việt Nam chúng ta làm việc gấp. Và nếu chậm trễ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người dân sẽ nổi dậy. Khi cơ trời chuyển, động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, và lúc đó là lúc người dân sẽ xử tử hình chúng bay. Hoặc là người dân sẽ ôm hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung, và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam có phép lạ đi chung, và cũng như hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta có phép lạ đi chung, xuống đường, ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản siêu quy khuẩn của chúng bay. Ta chính đây y sư thánh giống Minh Vương Việt Nam, ta phục vụ cho đồng bào ta, ta phục vụ cho những người hiền hòa, ta phục vụ cho những người đã và đang bị chúng bay hà hiếp, đàn áp, bóc lột, trấn áp, đầy đọ, giết chóc bấy lâu nay. Ta là Minh Vương Việt Nam, và ta trang trọng ngôi trao ngôi Minh Vương của ta đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta, để cùng nhau làm việc phục vụ cho nhau, trong đó có cho chúng bay luôn. Nếu chúng bay thật sự ăn năn sám hối thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng, là chúng bay hãy nghe lời ta dạy bảo. Và sẵn đây tôi nói cho đồng bào Việt Nam biết luôn, hãy mau mắn đồng hành cùng tôi copy những hình ảnh phép lạ mà tôi vừa trình bày, phép lạ của cha trời Giê-xu và những sấm lệnh đặc biệt này, phân phát cho đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được biết gấp, bởi vì tận thế đang chuyển mình và cha trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Đó là những gì Ngài cho tôi biết trước và bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại được biết gấp. Và đồng bào có một bổn phận đồng hành với tôi để thông báo sấm lệnh này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Cha trời Giê-xu sẽ đặt nền tảng cai trị của Ngài để phục vụ và cứu rỗi nhân loại, để giúp nhân loại đi vào thế giới thiên loại. Cha trời Giê-xu sẽ đặt thành Jerusalem của Ngài từ thiên đàng xuống quả địa cầu để làm việc cứu rỗi nhân loại. Và thời điểm đó sát một bên rồi, và sự việc đó sẽ xảy ra đúng thời hạn theo thời dụng biểu của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, là không chậm trễ. Và ngày đó đã sát một bên rồi. Phần chi tiết tôi sẽ thông báo sau khi mà đúng lúc. Và kính thưa đồng bào thương mến, một lần nữa tôi nhắc lại, Giáo hội Công giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong đó có Linh mục Nguyễn Văn Nhơn, Linh mục Ngô Quang Kiệt, và nhất là Linh mục Nguyễn Văn Lý. Ở đây là có cái chuyện đặc biệt này. Cha trời Giê-xu đã cho tôi biết, Ngài kêu gọi khẩn cấp Linh mục Nguyễn Văn Lý là chấp hành gấp làm gương cho các linh mục ở tại Việt Nam, là học hỏi về những phép lạ Chúa Giê-xu hiện ra trên mây, hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung, và mau mắn kêu gọi Hội đồng Giám mục Việt Nam, kêu gọi đồng bào Công giáo Việt Nam cùng nhà học hỏi, cùng lúc copy những hình ảnh này phân phát cho tất cả đồng bào Việt Nam ở trong nước trên 90 triệu người được có, được biết gấp, để cùng nhau ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Và khi sự việc chúng ta cùng nhau ôm những hình ảnh phép lạ Chúa Giê-xu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong và hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta hiện ra,
ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản thì bọn cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện và chúng ta sẽ không đổ một giọt máu. Và đương nhiên nhờ như thế, nhờ việc làm của chúng ta như thế, ôm hình ảnh Chúa Giêsu ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản thì bọn cộng sản đầu hàng vô điều kiện và chính chúng nó sẽ được cứu nữa, là bởi vì chúng nó không có một cơ hội nào khác, bởi vì chúng nó không muốn bị diệt vong, bị xử tử hình và sau đó linh hồn bị nhốt chung với thằng ác hồn Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành. Vì thế bọn cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện và bọn Trung Cộng sẽ cút về Tàu Cộng. Linh mục Nguyễn Văn Lý mau mắn đáp trả lời mời gọi của Cha Trời Giê-xu, bảo tôi nhắc nhở cho linh mục Nguyễn Văn Lý mau mắn kêu gọi tất cả quý linh mục ở Việt Nam cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam mau mắn chấp hành gấp, thông báo cho người dân Việt Nam copy hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu rồi phân phát cho tất cả mọi người, rồi cùng nhau xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Đây là việc làm mà chúng ta hãy mau mắn thực hiện gấp, không được chậm trễ. Và kính thưa đồng bào thương mến, hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta cũng như bảo vệ gia đình chúng ta. Và nhất là khi chúng ta ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản thì hình ảnh phép lạ này có phép lạ đi chung. Hình ảnh phép lạ này có phép lạ đi chung. Hình ảnh phép lạ này sẽ làm cho bọn cộng sản khiếp sợ. Hình ảnh phép lạ này sẽ làm cho bọn Tàu Cộng khiếp sợ. Và những phép lạ vĩ đại Cha Trời Giê-xu sẵn sàng tỏ hiện ra trên mây nếu cần. Tuy nhiên, những ai ôm hình ảnh này ra đường cầu nguyện, những ai tin tưởng vào quyền năng của Cha Trời Giê-xu, quyền năng của Cha Trời Giê-xu sẽ bảo vệ cho người đó và cũng như bảo vệ cho gia đình người đó. Nhớ làm như thế, hình ảnh Cha Trời Giê-xu khuôn mặt này có phép lạ đi chung để đuổi bọn quỷ Sa-tan cũng như để đuổi bọn cộng sản siêu vi khuẩn ăn hại. Và nhất là đương nhiên để đuổi bọn Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta. Và đồng thời để dằn mặt bọn tài phiệt quốc tế tư bản đỏ, tư bản xanh đã và đang giày xéo, cướp bóc mồ hôi nước mắt của đồng bào dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Y sư Thánh Giống chúng tôi nhắc nhở cho đồng bào được rõ là hãy mau mắn chấp hành. Và tôi chính đây, Minh Vương Việt Nam, đồng bào và đất nước Việt Nam chúng ta đã mong chờ một Minh Vương Việt Nam để làm việc cứu Việt Nam. Giờ đây tôi đang thư chuyện cùng đồng bào với tư cách là Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam, người mà đất nước Việt Nam chúng ta và nhất là đồng bào Việt Nam thân thương quý mến của chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ nay. Thì đây là thời điểm mà đồng bào phải đồng hành cùng chúng tôi gấp. Bởi vì tôi, Minh Vương Việt Nam, Y sư Thánh Giống, trang trọng ngôi, trao ngôi Minh Vương của tôi đến tận tay mỗi đồng bào chúng ta để cùng nhau làm việc Minh Vương phục vụ cho nhau. Vì thế từ đây tới chúng ta không còn được phép so sánh việc lớn việc nhỏ. Miễn là chúng ta làm việc với cả một tinh thần phục vụ cho nhau thì việc lớn việc nhỏ gì cũng đều giá trị như nhau. Bởi vì chúng ta làm việc với tận đáy lòng bằng một cái tấm lòng phục vụ cho nhau thì tất cả mọi việc đều quan trọng như nhau. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Và đây hình ảnh những phép lạ vĩ đại có phép lạ đi chung, nhất là ba hình ảnh, đặc biệt là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu và hình ảnh sư tử nhà Chúa, The Lion of Judah, và đương nhiên hình ảnh ông bà tổ tiên mình và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc đã được Cha Trời Giê-xu cho tỏ hiện ra trên mây. Những hình ảnh này có phép lạ đi chung, chúng ta ôm những hình ảnh này, ôm những hình ảnh này, ôm những hình ảnh này ra đường cầu nguyện thì bọn cộng sản sẽ tan rã, bọn Tàu Cộng sẽ cút về Tàu và tài phiệt tư bản xanh, tư bản đỏ quốc tế sẽ kính trọng và quý mến cũng như kính nể chúng ta.